Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Lăng Lê Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay mình xin nói đến một chủ đề mới về cái cuộc sống của Lan, chính là những ngày đầu cô vô việc xa xứ ở bên xứ người á, thì sẽ làm như thế nào và sẽ làm sao để có thể là lấy lòng gia đình chồng, hoặc là làm sao để cho mối quan hệ của mẹ chồng và nàng dâu tốt hơn. Cái tâm trí của những người Việt mình đó là những người phụ nữ đi lấy chồng hầu hết là cha mẹ ruột đều chỉ dẫn trước khi sang nhà chồng là phải làm sao để cho được gia đình chồng yêu thương hơn, phải biết chịu khó, phải biết chiều chuộng gia đình chồng chẳng hạn. Thì như Lan là một người Việt thì Lan đã chuẩn bị tinh thần về cái này sẵn rồi, cái dạng giống như là cái truyền thống của người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam khi lấy chồng là đã hiểu được cái ý nghĩ này rồi, nên khi mà sang đây thì nói chung là máy móc mà này kia thì cũng hiện đại, không cần phải làm gì nhiều cả. Và người Tây bên đây thì họ sống phóng khoáng hơn, không phải thu phục tùng cho ai, họ không phải là làm nô lệ cho ai cả, hay là phải làm tất tần tật công việc như là một người đâu người nàng dâu ở bên Việt Nam đâu. Ở bên đây là sống chung với nhau thì người nào người nấy cũng có cái sự giúp đỡ với nhau ha, làm mỗi người một việc ha. Thì qua đây thì nói chung là Lan cũng không có cái gì nhiều để làm về cái phần nấu ăn, thì Lan chỉ biết nấu món vậy thôi, còn mà nấu ăn món Tây thì thường thường phần lớn là mẹ chồng mình nấu. Và khi mà cả gia đình cùng ăn thì thường thường mẹ chồng mình nấu ăn nhiều nhất. Và khi nấu ăn xong thì chỉ có rửa chén, có mấy rửa chén thì rửa, còn có khi rửa tay thì mẹ chồng mình rửa. Nên nhiều khi mà mình muốn lại rửa thì mẹ chồng mình cũng nói là không có cần thiết lắm. Rồi khi mà dọn dẹp nhà cửa thì mình làm khi mà mẹ chồng mình không có nhà, để khi mà mẹ chồng mình về sẽ thấy nhà cửa sạch sẽ hơn, là cảm thấy cái tinh thần nó nhẹ nhàng hơn, không có mệt mỏi sau những ngày mà đi làm việc về á. Sẽ kêu là relax cả mọi người, thì sẽ tạo cái ấn tượng tốt đối với mẹ chồng mình hơn ha. Có lần mà mình làm công việc nhà mà thấy có một người hàng xóm á, họ đi ngang qua họ thấy mình á, đó là người bạn thân của mẹ chồng mình luôn mà lại sát bên nhà. Họ thấy mình làm công việc nhà thì họ mới nói con giỏi quá, con tốt bụng quá, con giúp mẹ chồng giỏi quá vậy, mẹ chồng con thật là may mắn nghe. Đối với người ta khi mà thấy cái hiện tượng đó là họ cảm thấy là rất là hài lòng ở cả nhà, họ khen liền lập tức luôn. Họ không nghĩ cái đó là bổn phận của một người nàng dâu đâu, họ chỉ nghĩ là cái sự tử tế của một người khi sống chung trong gia đình với nhau đó. Đó cái sự tử tế với nhau thôi, chứ họ không phải nghĩ là đó là cái nghĩa vụ hay cái gì cả. Đó. Rồi sau đó mình mới ở bên đây và mình thấy là mẹ chồng mình cũng rất là ok, như là quan tâm chăm sóc mình giống như một đứa con gái vậy cả nhà. Ngày xưa nói ở đây không phải là mình phân biệt gì ha, nhưng mà thật sự là ngày xưa ở bên Việt Nam thì cái cách mà mẹ ruột á chăm sóc mình thì nó khác hơn đối với mẹ chồng ha. Mẹ ruột mình có cái chăm sóc khác nhau, như là chăm sóc theo cái lúc mà mỗi lần mình bệnh hoạn thì đương nhiên là mẹ mình nấu cháo cho mình ăn và cạo gió cho mình, đó là cũng là cái sự chăm sóc ha. Còn mà đối với mẹ chồng mình thì cái sự chăm sóc nó khác biệt hơn, nó thể hiện ra rõ hơn. Đối với người Tây mà cái tình cảm thì họ họ thể hiện ra rõ hơn, như là mỗi lúc mà Lan ngồi ở cái salon Lan coi xem tivi gì đó thì cái thời tiết nó lạnh á, thì mình nói mình lạnh quá hay gì đó là mẹ chồng mình tự động kiếm mền hay là hỏi cần cái gì đó hay là cần cái áo lạnh gì đó là mẹ chồng mình hỏi liền và đưa cho mình liền. Hoặc có khi mà mình nằm mà mình coi xem tivi, mình coi do cái kiểu giống như là bị lạnh đó cả nhà, thì mẹ chồng tự lấy mền qua đắp cho mình liền. Nói cái sự quan tâm mà chu đáo của người Tây khi mà họ trao gửi cái tình cảm đối với những người thân trong gia đình đó, thì họ sẵn sàng làm khi lúc mà còn cái thời gian còn sống với nhau đó, thì họ làm và họ thể hiện
rất rõ ràng luôn, chứ không phải giống như người Việt Nam mình là đợi đến khi nào cái việc nó đợi đến khi nào mà cái việc nó quá lắm á, hoặc là có những người mà bị bệnh nặng lắm, hay là có những người mà bị tai nạn gì đó, hay là khi mà đến chuyện rồi thì mới thể hiện đến chuyện rồi thì mới thể hiện ra, còn mà người Tây thì họ không phải cần đến cái điều đó xảy ra to tát lắm thì họ mới thể hiện. Người Việt Nam mình tình cảm thì kín đáo hơn người Tây ha, còn người Tây thì họ sẽ thể hiện tình cảm ở bất cứ khi nào và bất cứ lúc nào, họ trân trọng cái thời gian mà họ đang sống với nhau. Tuy nhiên thì mình cũng thích những cái gì đó ở của Việt Nam và cái gì đó cũng ở của ở Tây, cái kiểu giống như là nó có nửa này nửa kia. Mình sống ở Việt Nam thì mình nghĩ có cái cách của cái Việt Nam mình sống theo cái cách đó chẳng hạn ha, thì mình thích hơn. Nhưng mà qua Tây thì mình thấy cái kiểu sống bên đây có cái cách hay hay, mình cũng thấy thích hơn. Nói chung là ở Việt Nam với ở Tây thì cũng có cái hay với nhau hết, và cũng có cái dở khác nhau. cái dở khác nhau mình tìm thấy á, đối với riêng mình á thì đối với người khác thì mình không biết, nhưng mà đối với riêng mình á thì mình thấy như thế này. Ở người Tây ở đây á, lúc mà mới Lan mới qua đây á, thì những cái món quà mà Lan được nhận á, từ mẹ chồng hay là chị chồng mình á, thì họ mua những cái món quà rất là giản dị, rất là bình thường. Giả sử như họ mua cho mình một cái áo, họ mua cho mình một cái đôi dép, hoặc là họ mua hoặc là họ mua cho mình một cái món ăn hay một cái bánh kẹo gì chẳng hạn ha, họ mua cho mình. Thì khi mà họ mua cho mình, cho dù mình không có thích ăn hay là mình không thích cái món quà đó, mình cảm thấy nó bình thường quá, nó không phải là cái món quà đắt tiền. Mà tại vì trước đây thì mình ở bên Việt Nam mình hay xài phung phí lắm cả nhà, mình xài cái kiểu giống như là mình phải xài đồ hàng mắc tiền, đồ hàng rẻ tiền thì mình không mua, mình sợ người khác biết mình xài hàng rẻ tiền thì họ sẽ chê, họ sẽ coi thường mình á, nên mình không bao giờ mình xài hàng rẻ tiền. Những cái đồ mà mình mặc xong rồi mình cảm thấy chán á, mình mua đồ mới, thì những cái đồ cũ mình mặc xong rồi thì mình đem đi cho người khác, chứ mình không bao giờ nhận đồ người khác cho lại. Ở bên Việt Nam mình là như vậy á, nhưng mà khi qua đây rồi á thì mình thấy những cái món quà nó rất là bình thường đi, nên mình cảm thấy nhiều khi mà mới qua đó mình còn cái kiểu hơi tiểu thơ, cái kiểu như ở Việt Nam á thì mình cảm thấy những cái món quà này nó tầm thường quá, mình không thích, cảm thấy là mình không cảm thấy nó không có xứng đáng để mình xài á, thì mình cảm tỏ ra vẻ nhìn nhìn vậy thôi mà không biết nói gì hết. Cái từ từ thì ở bên đây người ta mới nói là tại sao mà không có phản ứng gì hết khi mà tặng một cái món quà như vậy. Thì mình nói là cái món quà đó tặng thì tặng thôi, nhưng mà cái kiểu như là mình không thích thì mình không có tỏ vẻ như là yêu thích cái món quà đó. Với lại mình thấy nó cái chuyện mà gia đình trong nhà với nhau mà tặng quà cho nhau đó là một cái điều bình thường, nên không 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 nhất thiết là phải nói cảm ơn, ăn thôi là cái sự vui vẻ thôi ha, cái sự hài lòng hay không. Còn đối với người ngoài thì cái sự lịch sự cảm ơn đối với người ngoài là cái chuyện bình thường. Ở riêng mình thì mình nghĩ như vậy, nhưng sau một thời gian rồi á, sống ở bên đây á, thì mình thấy cái cuộc sống bên đây tuy nó cái kinh tế nó cao hơn ở Việt Nam, nhưng mà nếu mà chúng ta biết sống tiết kiệm nhiều hơn á thì chúng ta sẽ có cái cuộc sống ok hơn ha. Nên những cái gì mà người khác cho thì mình nhận, và mình nhận xong rồi mình có thể cho lại người khác. Thì khi vô đây á, thì có cái người nhà gia đình của một cái người bạn thân của mẹ chồng mình á, người đó là một cái gia đình rất là khá giả luôn, họ xài những toàn là đồ hàng hiệu hết, nhưng mà họ xài trong một thời gian nào đó thôi thì họ không có xài nữa, thì họ cho lại bên gia đình mình. Thì lúc đầu thì mình cảm thấy rất là cái kiểu như là mình còn có cái tôi á, cái kiểu như mà mình còn cái nghĩ ý nghĩ là mình đang ở Việt Nam mình phải xài hàng hiệu và hàng mới, nên mình lúc đầu thì mình không có chấp nhận những cái quần áo hay là những cái món đồ người ta xài qua rồi người ta đưa lại cho mình không có chấp nhận và mình không thích điều đó. Nhưng mà sống sau này trong một thời gian rồi á
thì mẹ chồng mình mới nói, và chồng mình cũng giải thích ha, cái chuyện mà người ta đưa đồ cho đồ cho mình, người ta cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi cho giúp một ai đó, và cái người nhận họ được hưởng những cái đồ mà còn sử dụng lại, họ được hưởng những cái giá trị của cái tình cảm mà họ cho như vậy. Họ cũng cảm thấy rất là vui luôn ha, là một người cho họ cũng thấy là vui khi mà mình nhận được những món đồ của họ đưa, và những người mà nhận được như vậy thì họ tiết kiệm được cái đồng nào đó trong những cái thứ mà họ được nhận ha. Thì từ từ thì sống chung với gia đình thì mình cũng hiểu và cũng chấp nhận theo ha. Nhưng mà sống theo cái kiểu Việt Nam như ngày xưa ở bên mình á, thì tiền nó có chắc như núi thì nó cũng lỡ hết ha, chứ nó không có phải mà giống như ở bên Tây thì họ biết cách để chi tiêu tiết kiệm ha. Những cái gì mà họ có thể tiết kiệm được thì họ có thể tiết kiệm ha, còn cái gì mà khó lắm không có thể nào mà hoàn thiện được thì họ sẽ bỏ đi, chứ họ không phải nào mà lúc nào cũng phí phạm giống như ở Việt Nam mình đó. Nên cái cách mình đã nói ở đây á, là ở Việt Nam khác ở Việt Nam mình đó, là khi một ai đó tặng một cái món quà cho mình mà mình cảm thấy nó không có giá trị thì mình không thích, hoặc là mình cảm thấy cái món đó nó không hợp với mình đó, thì mình nói thẳng luôn, nó cái món này hình như tao có rồi, cái này tao tao thấy cũng im im mà tao cũng không thích mấy, cái kiểu giống như là mình trả lời trước luôn những cái người tặng quà đó. Cái kẻ nghiêm như là người Việt Nam mình thẳng thắn hơn, nhưng mà nó tuy là mít lòng trước được lòng sau, cái đó thẳng thắn mình rất thích cái chuyện thẳng thắn hơn. Còn người Tây thì họ không phải như vậy, người Tây họ ở Việt Nam mình thì tặng quà thì mình không có mở trước mặt ha, là mở sau lưng thôi. Còn mà ở bên Tây thì họ tặng quà cho mình là mình phải cười nói, phải vui vẻ, phải cái chuyện giống như là hạnh phúc lắm khi nhận được cái món quà của họ tặng từ mình thì họ cũng cảm thấy hạnh phúc luôn. Thì khi mà họ tặng quà xong rồi thì mình phải mở quà đó ra xem cái món quà như thế nào, và để cho cái người cho đó họ sẽ nhìn thấy cái gương mặt mỉm cười, những cái gương mặt hạnh phúc vui vẻ của mình khi nhận quà đó, có thích không, họ muốn biết cái điều đó. Nên lúc đầu thì mình cũng cũng để sau nó qua ngày sau mới coi, nhưng mà chồng mình nói là phải mở trước mặt người ta mới được. Thì từ từ thì cũng quen, thì mở xong ra rồi cái món quà đó rồi thì các bạn dù các bạn không thích nhưng mà các bạn cũng tỏ cái vẻ mỉm cười hạnh phúc và cảm ơn họ chẳng hạn ha. Thì họ rất là hài, rất là vui ha. Thì qua những cái lần sau họ đến thì họ cũng phải tặng quà cho bạn những cái món quà tương tự như vậy. Nhưng mà Lan cảm thấy nó không có được thoải mái lắm cả nhà. Cái cách đó là họ lại thể hiện cái sự lịch sự á, cái lịch sự với lại tôn trọng với nhau á. Cái văn hóa lịch sự của người ta là như vậy, nhưng mà mình cảm thấy không thích, tại vì mình không thích cái kiểu mà giả dối giả tạo rồi sau lưng lại nói khác ha, mình không thích kiểu vậy. Nhưng mà cái văn hóa người ta là như vậy. Còn ở Việt Nam mình là thà mất lòng trước được lòng sau, cái dạng như là mình thích thẳng thắn hơn là những người mà giả tạo ha. Khi có những cái có của cái Việt Nam nó khác, những cái người của Tây nó khác, nhưng mà Tây họ quan trọng nhất là cái lịch sử cả nhà. Cái văn hóa lịch sử của họ, họ lúc nào họ cũng cái kiểu giống như là cái truyền thống văn hóa của họ rồi, họ lúc nào cũng thể hiện cái sự lịch sử đó. Nên là có nhiều cái qua đây thì mình cũng sốc và cũng không có hài lòng lắm, nhưng mà sống quyết rồi các bạn cũng sẽ quen ha. Lúc đầu thì giữa Lan với mẹ chồng Lan có nhiều cái sự cái kiểu giống như là văn hóa ngôn ngữ á, nó không có phù hợp mấy á. Cái kiểu như hai người nói chuyện cũng không có hiểu rõ nhau về cái vấn đề gì mà mình muốn nói, thì chỉ có chồng mình mới thể phiên dịch ra được thôi. Thì có trong những cái năm đầu á, trong 1-2 năm đầu thì nói chung là sống chung mẹ chồng mình cảm thấy rất là gò bó ha, không được thoải mái, tại vì đó là nhà của mẹ chồng mình không thể nào mà làm theo cái ý mình được. Tuy rằng mẹ chồng mình nói là mình có thể làm cái gì mà mình thích, nhưng mà mình không thể làm được, tại vì mình hiểu mình là con dâu và mình đang sống trong nhà mẹ chồng mình, thì mình phải biết cái nào là nên làm và cái nào và không nên làm. Thì trong những năm đầu đó thì giữa mình với mẹ chồng mình cũng có nhiều cái không không vui, như là cái tính tình của mẹ chồng mình khác, tính tình của mình khác, tính tình của mình thì hơi bị trầm lặng hơn, ít nói hơn, và
muốn cái sự riêng tư nhiều hơn, còn mẹ chồng mình thì lại là người nói nhiều và người rất là vui vẻ. Một người mẹ mình là người hay giải khóc lắm mọi người. Nhiều khi mà mình nói chuyện với mẹ chồng mình á, có những cái câu nói mà cái ngữ pháp mình nói không đúng thì có sẽ hiểu ra những cái nghĩa khác. Nếu mà ngữ pháp đúng thì sẽ hiểu đúng cái nghĩa mà mình muốn nói, nhưng mà nếu nói không đúng cấu trúc ngữ pháp thì nó sẽ hiểu ra một cái nghĩa khác, nghĩa đen. Thì mẹ chồng mình hiểu sai cái ý mình muốn nói đó, thì mẹ chồng mình khóc rưng rưng nước mắt luôn. Lúc đó mình mới sửng sốt là mình không biết mình đã nói cái gì và mẹ chồng mình hiểu cái gì nên mẹ chồng mình khóc như vậy. Mình cảm thấy là sốc cái điều đó. Tại vì trong khi đó mình muốn chiều lòng mẹ chồng mình, muốn được gia đình chồng yêu thương mình hơn giống như mẹ mình đã dặn á. Nhưng mà nhiều lần nhiều như vậy á thì Lan cảm thấy cái khoảng cách giữa Lan với mẹ chồng càng xa hơn. Sợ nói, sợ làm đau lòng bà và sợ bà phải khóc. Mình không muốn điều đó nên những cái gì mà mình muốn tâm sự với mẹ chồng mình có thể tâm sự ít thôi, chứ mình không thể nào mà nói hết tất tần tật giống như giữa mẹ mẹ ruột với con ruột được. Nên mẹ mình chồng mình thì nói là có cái gì vậy thì cứ tâm sự với mẹ chồng mình đi. Mẹ chồng mình hiểu và sẽ thông cảm này kia rồi sẽ giúp đỡ mình này kia nọ. Nhưng mà mình có nói với mẹ chồng mình rồi, nhiều khi cũng muốn tâm sự những cái chuyện như là hai vợ chồng mình có cái gì không không vui hay là hai chồng cãi nhau thì mình cũng muốn chuyện với mẹ chồng mình lắm. Nhưng mà theo cái bản thân mình nghĩ á, dù sao mẹ chồng mình cũng là mẹ chồng chứ không phải là mẹ ruột. Cho dù mà giữa hai vợ chồng mình gây cấn cãi nhau đi nữa thì người có lỗi nhất thì chồng mình, thì mẹ chồng mình vẫn không thể nào mà trừng trị nổi đâu. Thì dù sao đó cũng là con ruột của bà, mình chỉ là một đứa con dâu, một đứa con không có ruột gà máu mủ hết. Đương nhiên là họ sẽ bênh cái con ruột của họ nhiều hơn. Tuy rằng là mẹ chồng mình rất là công bằng ha. Trước khi mà có những cái chuyện mà gây cấn nhưng mà cứ liên quan đến cái tính tình của chồng mình hay cọc á, cả nhà hay nóng tính á, nên nhiều khi có những cái sai quấy thì mẹ chồng mình cũng hiểu. Và mẹ chồng mình cũng cái kiểu như đứng ở phía bên mình như là dỗ dời mình, khuyên bảo mình á. Và cái bên thì nhắc nhở chồng mình là phải chú ý điều đó này kia nọ, nhưng mà họ không thể nào mà trừng trị cái con ruột của họ được. Nên cái vấn đề là mẹ chồng vẫn là mẹ chồng chứ không phải là mẹ ruột của mình được, nó khác. Cho dù mà mẹ chồng mình nói với mình đó, bây giờ con là con dâu của mẹ nhưng mà mẹ xem con giống như là con gái của mẹ. Mẹ chồng mình nói cái câu đó nghe rất là hạnh phúc. Cái điều đó mình cảm thấy là hạnh phúc, là một đứa con dâu xa xứ mình cảm thấy rất là hạnh phúc điều đó. Nhưng cái bản thân của mình trong cái ý nghĩ của mình thì luôn lúc nào mẹ chồng thì vẫn là mẹ chồng, không thể nào mà thay đổi được đó. Nên có những cái mà mình tâm sự được, có những cái mình không thể tâm sự được. Nhưng mỗi lần mà có chuyện gì đó có thể là mình thấy quá lắm thì mình mới tâm sự được mẹ chồng, mà còn lại thì mình có thể nói chuyện với mẹ ruột của mình ở bên Việt Nam á, qua những cái điện thoại đó, hoặc là mình có thể nói chuyện với chị em của mình, chứ mình không có tìm được một cái người bạn thân nào mà có thể là nói hết tất tần tật cái tâm sự của mình được. Bây giờ mà muốn tìm được một người bạn tri kỷ cũng hơi khó đó cả nhà. Thời đại bây giờ khó tìm được người tri kỷ lắm, khi mà gặp khó khăn rồi mới biết đâu là tri kỷ của mình ha. Nên qua đây mình xin nói lại cho mọi người nghe là những người mà làm dâu xa xứ, những cái bước chân đầu đời đi sang nước ngoài, sang bên chồng họ sống đó, rất là khó khăn ha cả nhà. Phải giống như là bắt đầu lại một cuộc sống từ con số 0 lại bình thường, và phải bắt đầu tiếp nhận những cái mới, và phải biết tiếp thu và phải sống hòa nhập với cái môi trường đó. Cái kiểu giống như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, kiểu nói như vậy đó. Khi mình sống với một người nào cái văn hóa lịch sự của người ta như vậy thì mình cảm thấy là mình phải quen với cái cuộc sống đó mới đúng. Rồi bây giờ mình xin chào và tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người lần sau và sẽ chia sẻ những video mới nhất. Mọi người nhớ đón xem video mới của Lan nha. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc mọi người ngày 8 tháng 3 vui vẻ và một ngày tốt lành nha. Bye bye.